Đồ mới chưa? Trạm này. Đỏ đen, hai cầu loa. Đánh 4 tới 16 ohm cha băng, điện 100V. Rồi sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem cái độ đẹp của em nó luôn nha. Vâng, đây là nội thất bên trong của em 303X các bác. Nó chạy là 12 sò nha. Đây các bác cùng xem nè. Mỗi vế nó sẽ có được 6 sò và 3 con xanh và 3 con đen. Đây là 3 con đen này. Đây, 3 con đen nguyên bụi bãi luôn nha. Em một con Omni rất là nổi tiếng của hãng Agofay. Nó là phiên bản cao nhất của dòng series 303, đó là 303X. Và các bác cùng xem hàng đẹp giá tốt tại shop em Chiến nha. Thì đây con về con i303X giá rất là tốt trong đợt này, chỉ có một con duy nhất nha. Mạch nó là mèo vàng gold. Đây các bác cùng xem độ đẹp của nó này. Đây các bác thấy nét căng từ ốp gỗ luôn nha. Máy chắc từ nước ngoài về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Thế so với những năm trước thì đợt này về hàng gì giá cũng ngon, nên các bác mình tranh thủ mình đang cần Agofay thì alo cho em nha. Nên nguồn nhập của em giá nó tốt hơn so với những trước, về mình là lấy được cái như giá không qua khâu trung gian nên là giá rất là tốt, cũng như ngăn người giá lái cho các bác mình khách mình sử dụng luôn, đỡ phải qua te này nọ thì các bác đỡ rất tốt, thì đỡ tiền rất là nhiều. Hiện tại thì em đang giao con 303X cho các bác giá cực tốt, đó là 40 triệu nha, bao gồm phí ship rồi nha các bác. Các bác nào mình yêu thích và muốn sở hữu nó thì alo cho em, 40 triệu nha các bác, đã sở hữu được một con 303X nha. 303X là hết số dòng series 303 rồi nha. 303 là các bác nghi đam mê rồi, thì còn 303X thì nó khỏe hơn rất là nhiều nha. Đây, nó là có một bo gỗ mèo nâu đỏ. Đây, mời các bác cùng xem luôn cạnh nó này, ngắt ngay khỏi tay nha. Nó đánh hai cầu loa AB, A cộng B nha. Đặc trưng của dòng Agofay, các bác biết tại sao nó nảy tiếng bass và dễ ghép loa, loa nào chơi cũng được không? Và nó được khen rất là nhiều ở Nhật Bản. Nói về Nhật Bản thì Agofay còn đình đám nha các bác. Nó có được loa nét 3 cấp độ này. Thường thường thì các bác chơi loa Mỹ thì đánh tách luôn loa nét hoặc là đánh combo 1 là rất ngon rồi. Còn các bác nào mình chơi loa Nhật nhưng loa khó tính mà khó ra tiếng bass nhất thì các bác để combo 2 và combo 3 thì loa gì nó cũng ra tiếng bass hết. Nảy tiếng cực kỳ phê luôn. Còn đây là bass chép này và hệ thống ton tăng cường tần số bass chép hay là volume tổng. Subsonic, đây là cái cổng chọn đường tín hiệu đầu vào này, gồm là 1 2 3 4 5. Đấy. Đây là hai đồng hồ vu khi nó lên đèn hiện. Để các bác cùng xem nó vẫy nha. 303X nha các bác. Có thấy đồ mới đồ đẹp đó nha. 40 triệu nha các bác. Bác nào mình có nhắm được em này thì đã muốn cần muốn xém sửa một con 303X thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77 027 nha. Và phía đây là phía sau của em, nó công suất con này là 320W. Đối với một con Agofay 320W thì rất là khỏe rồi, cực kỳ khỏe nha các bác. Đây là trạm loa của nó, có thấy đồ mới chưa? Trạm này đỏ đen, hai cầu loa. Đánh 4 tới 16 ohm cha băng, điện 100V. Rồi sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem cái độ đẹp của em nó luôn nha. Vâng, đây là nội thất bên trong của em 303X các bác. Nó chạy là 12 sò nha. Đây các bác cùng xem nè. Mỗi vế nó sẽ có được 6 sò và 3 con xanh và 3 con đen. Đây là 3 con đen này. Đây, 3 con đen nguyên bụi bãi luôn nha. 3 con xanh này. Nó chạy sò chữ T nha các bác. Chữ T. Đặc trưng của dòng Agofay rồi. Đây, và đối nghịch lại với nhau thì bên nó sẽ 3 con đen và 3 con xanh. Đấy, tất cả nguyên zin với nhau, sò zin hết nha. Đây là phần rừng tụ, hai tụ lớn là chính nè các bác. Và một rừng tụ là gồm là 8 cái tụ hỗ trợ. Đây là phần tản nhiệt sò công suất, tản nhiệt sò công suất. Đây phần nhận tín hiệu vào. Đấy. Đây hai cái tụ chính các bác. Đây là mạch tiền em đó. Đây. Vẫn ươm luôn nha các bác. Mọi chi tiết mua xém con 303X và những cái sản phẩm bên em Chiến thì các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha.
0978338114 hoặc 0965770227 nha. Đây các bác tất cả nguyên mộc mạc nha. Đây, trên sườn này cho dần quanh luôn các bác. Thấy cảnh không? Đẹp.